Xin chào mọi người, mình là Chu Ki San đây. Chắc là mọi người đang thắc mắc là tại sao hôm nay nghe cái giọng của mình nó hơi bị nam tính đúng không? Tại vì hôm nay mình đang bị ốm nên không được nữ tính như mọi ngày. Nhưng mà không sao, hôm nay San phiên bản nam tính sẽ bật mí cho các bạn những bí mật mà mình tin chắc những bí mật đó sẽ cực kỳ thú vị. Mình là San. Mọi người cũng hay thắc mắc là tại sao mình cái tên của mình lại là San. Thì bật mí cho các bạn, đó là mình là một fan cứng của phim hoạt hình Nhật Bản, nhất là những phim của nhà sản xuất Ghibli. Và mình rất thích một bộ phim, trong đó là bộ phim Công Chúa Sói ấy. Nên mình đã lấy cái tên của cái cô nhân vật chính đó làm cái tên của mình, là Công Chúa Sói. Nghe kiểu như là rất là nhẹ nhàng nhưng mà lại rất là cá tính. Ngoài ra thì năm nay mình đã được 21 tuổi. Hiện tại thì mình đang làm một ca sĩ, là một người hát. Và một cái thông tin mà mình muốn rất là nhiều bạn biết nữa là mình là cung ma kết. Thực ra thì cái việc mê ca hát là đã mê từ trước rất là lâu rồi. Còn cái việc cover ca khúc Cầu Hôn thì mới đầu mình nghe cái bản bài Cầu Hôn của chị Văn Mai Hương thì mình rất là thích cái ca từ cũng như là cái giai điệu. Nhưng mà mình nghĩ trong đầu là tại sao cái ý tưởng và cái nội dung của cái MV thì nó lại kiểu bị hơi buồn ấy. Nó lại trái ngược lại với cái tính cách của mình, là mình rất là thích những cái sự vui vẻ. Thế nên mình mới nảy ra một cái ý tưởng trong đầu là tại sao mình không cover lại cái ca khúc này nhưng mà theo một cái kiểu là nó thả thính và vui vẻ hơn. Thì mình nghĩ là sẽ nhiều bạn thích cái ý tưởng đó của mình và mình đã bắt tay vào cover ca khúc này. Và không ngờ là cái hiệu ứng của ca khúc nó lại rất là tốt. Cái duyên đến với ca hát của mình á, thực ra ngay từ ban đầu mình không có tự tin. Mình không có biết là mình hát được hoặc là không biết là người khác nghĩ là giọng hát của mình hay. Cho đến một ngày nọ, là ngày đầu tiên đi học năm lớp 10, năm cấp 3 của mình, thì có một cuộc thi, đó là thi văn nghệ khối 10. Nhưng mà lớp mình năm đấy thì không có ai quen ai hết đấy, nên không có ai biết là bạn nào hát được. Thì mới nảy ra một cái là sẽ bốc thăm và thử xem có hát được không. Thì rất là may mắn, không biết lúc đấy là may mắn hay là xui, lúc đó đối với mình là xui xẻo đấy, thì bốc chúng mình là người sẽ thể hiện cái tiết mục đấy. Thì sau đấy thì mọi người hưởng ứng rất là tích cực và lúc đó thì mình mới tự tin hơn, cái tiết mục đó của mình năm đấy là được chạy nhất luôn đấy. Nên từ cái lúc đó trở đi thì mình hát nhiều hơn và cảm thấy mình thích ca hát hơn, và dần dần thì nó trở thành cái đam mê của mình. Còn cái việc ca khúc Cầu Hôn, thực ra nó là nổi tiếng thì cũng không phải, mà là được nhiều những cái bạn trẻ biết đến hơn qua các cái trang mạng xã hội thôi. Và đón nhận cái điều đó thì cũng rất là bình thường. Nó làm mình vui hơn và làm cái động lực để cho mình có thể ra những cái sản phẩm tiếp theo của mình, cũng như là tin rằng mình là một người biết hát và là một người hát hay. Thực ra bản thân mình á, cũng là một người mong rằng cái cuộc sống của mình sẽ có một cái sự ổn định nào đó. Mà bố mẹ thì cũng thế, nhất là bố mẹ nữa, rất là mong con gái sẽ có một công việc ổn định nè. Tuy là không cần biết là lương cao hay là lương thấp, nhưng mà mong là mình sẽ có một sự ổn định như những cái người con gái bình thường khác. Thì vì lúc đó rất là tôn trọng cái mong muốn của bố mẹ nên mình đã quyết tâm học y. Học y trung cấp 2 năm, sau đó học thêm y sĩ chuyên khoa răng hàm mặt. Thì sau khi tốt nghiệp mình đã đi làm. Và sau khi đi làm thì được 2 tháng thì mình đã quyết định là nghỉ để theo ca hát luôn. Thực ra là mình cũng không gặp những cái khó khăn gì nhiều tác động bên ngoài. Mà mình nghĩ là cái khó khăn cái thời điểm hiện tại lúc bấy giờ của mình là cái tư tưởng của mình. Và cái suy nghĩ, những cái trở ngại mà mình gặp phải á, là những cái trở ngại xuất phát từ cái tâm lý của mình. Là mình luôn hay suy nghĩ là liệu mình quyết định bỏ cái cũ này và theo cái đam mê của mình thì liệu mình có thành công không? Hoặc là lỡ mà mình không thành công thì mọi người nhìn vào mình rồi sẽ đánh giá mình, rồi bố mẹ nhìn thì sẽ thất vọng về mình. Mình tin là những cái bạn sinh viên sau khi mình tốt nghiệp và quyết định đổi ngành thì cũng có những cái suy nghĩ giống mình. Nhưng mà sau khi suy nghĩ lại và nghĩ lại một cái câu nói của một cái người anh mà nói với mình là nếu
mà mày không biết đam mê của mày là gì thì mày hãy nghĩ rằng mày mất cái đó mà mày không thể sống được thì đó là đam mê của mày. Và lúc đó mình nghĩ là ca hát chắc chính là đam mê của mình, và nếu mà mình ngừng hát thì chắc mình sẽ không thể sống được. Cái đó là động lực để giúp mình từ bỏ cái công việc hiện tại và theo cái đam mê của mình là ca hát. Thực ra thì San đã đi hát ở những cái tụ điểm cà phê, quán cà phê hồi còn ở học ở Lâm Đồng á, thì năm lớp 12 cũng có đi hát ở những quán cà phê. Xong rồi sau đó khi mà lên Sài Gòn học thì cũng có tham gia một số các cuộc thi. Hồi đó là có Khởi Đầu Ước Mơ này, Giọng Ca Bất Bại này, Phiên Bản Hoàn Hảo. Cũng tham gia khá khá là nhiều những cái kiểu game show và cái cuộc thi như vậy. Thì mình cũng tích lũy được một số những cái kinh nghiệm nho nhỏ cho bản thân. Và cái việc mà mình cover những cái ca khúc đó, cái duyên cũng đến từ những người bạn nữa. Khi mà những người bạn gặp gỡ nhau ở những quán cà phê thì mới nảy ra cái ý định đó. Và hỏi San là San hiện tại có đang thích bài nào không? Thì San lại bảo là San cũng đang có ý định là muốn làm lại một cái bài mà cái nội dung của cái bản gốc khá là buồn, nhưng San muốn làm lại cho nó vui hơn, đó chính là bài Cầu Hôn. Và trước bài Cầu Hôn thì còn có bài Yêu Em Dại Khờ, bài Em Dạo Này, cũng là những cái bài mà San đã rất là thích và các bạn của San cũng rất là thích. Nên mọi người mới bắt tay lại với nhau và làm lên những cái bản cover như vậy. Nói đến Giọng Hát Việt thì kiểu như cảm xúc lại hơi bị bồi hồi. Bởi vì cái chương trình Giọng Hát Việt á, kéo dài thì khoảng nửa năm. Tuy không có phải là một thời gian dài, cũng không quá ngắn, nhưng mà trong cái quá trình mà mình tham gia cuộc thi thì đã gặp rất là nhiều những người thầy, những người bạn rất là đáng yêu, và mình học hỏi được rất là nhiều thứ. Thì cái hành trình Giọng Hát Việt của mình thì mình nghĩ đối với bản thân đó, đó là đã là một cái sự hoàn thiện và là một cái kiểu như là cái nỗ lực rất là lớn của mình ấy. Từ cái việc đi casting này, ngay những ngày đầu tiên là xếp hàng mòn mỏi này, đến ngày thứ hai mình mới được casting, xong rồi sau đó là những cái ngày tập luyện. Thì ban đầu mà vào chương trình á, mình hoàn toàn không có một cái sự tự tin nào cả, vì mình rất là sợ hãi, bởi vì xung quanh mình thì có rất là nhiều những anh chị cũng như là các bạn, thậm chí là các em nhỏ tuổi hơn nhưng mà đã có nền tảng âm nhạc rất là tốt về cái mặt chuyên môn ấy, nhưng mà mình thì lại không có gì cả. Nhưng mà sau khi mà mình nghĩ rằng đó có thể là cái điểm yếu của mình nếu như mình nghĩ đó là điểm yếu, nhưng nó sẽ là điểm mạnh của mình nếu như mình nghĩ đó là sự khác biệt. Và cái suy nghĩ đó đã làm cho mình tự tin hơn, cũng như là cái sự động viên của người thầy của mình, đó là anh Hồ Hoài Anh. Và những cái người bạn xung quanh mình thì mình đã có những cái bước tiến đều đều trong cái cuộc thi đó như mọi người đã xem và đã cảm nhận. Thiên vị thì theo như San thì cái những cái mà làm về nghệ thuật cũng như những cái cảm nhận về ví dụ về giọng hát hoặc là về cái cảm xúc của mình á thì cũng không thể nói là thiên vị. Giống như bình thường có trò chuyện với các bạn và cũng có chia sẻ với các bạn trong cuộc thi là trên mạng tao thấy mọi người cũng hay nói là mọi người thiên vị tao rồi này kia, nhưng mà các bạn lại kêu là không có đâu, bởi vì tao nghĩ là cái kiểu của mày là cái kiểu hiếm của chương trình, mà cũng đừng nghĩ là thiên vị, thì hãy cố gắng lên để cho mọi người thấy là đó là cái điều đặc biệt của mày. Và mình nghĩ là trong nghệ thuật thì nói đến cái từ thiên vị thì nó cũng hơi khó, bởi vì mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau. Có thể các huấn luyện viên thích mình, các khán giả thích mình, nhưng cũng có một số khác thì lại không thích mình. Có thể những người thích mình không lên tiếng, những người không thích mình thì lại lên tiếng. Nhưng mà mình nghĩ là cái điều đó nó cũng không đáng để bận tâm lắm. Vì những cái mà mình có thể lĩnh hội để phát triển hơn thì mình sẽ tiếp tục. Còn những cái mà khiến cho mình cảm thấy bị tiêu cực đi thì chắc chắn là mình sẽ không để tâm đến. Thế đấy. Nói đến việc buồn thì gọi là mình cũng có ảnh hưởng một chút thôi, chứ cũng không hẳn là buồn. Bởi vì như mình đã nói thì những cái nào mà giúp mình tốt hơn thì mình sẽ nhận. Và
Thường thường những cái mà khiến mình buồn á là những cái mà khi mà các bạn bình luận mà nó lại đúng với cái điểm yếu của mình mà mình chưa thể khắc phục được thì mình sẽ buồn, và sau đó thì mình sẽ phải nghiên cứu nó là mình sẽ có thể làm tốt hơn như thế nào và làm như thế nào để cho những cái người đó cảm thấy hài lòng hơn. Còn những cái bình luận kiểu tiêu cực, kiểu hơi bị anh hùng bàn phím một tí thì mình sẽ không có để tâm tới. Với các thí sinh thì cũng mình cũng thân hơi nhiều. Đó là cũng chơi khá là vui với mọi người, đặc biệt là có Bích Trâm của đội chị Thanh Hà, có nhóm Dominic của đội chị Thanh Hà luôn. Còn team mình thì mình đầu tiên là mình khá là thân với anh Luận, chị Trân. Sau đó thì có chị Layla vào, mà còn có mỗi hai chị em ở trong team nữa thì lại càng thân với chị Layla hơn. Ngay cả trong chương trình và sau chương trình thì mình vẫn còn liên lạc với huấn luyện viên Hoàng, thậm chí là với các huấn luyện viên khác. Mình vẫn có hay trò chuyện, mà mỗi lần mà bị một cái khúc mắc tâm lý nào đó về nghề nghiệp của mình này, hoặc là về những cái định hướng mà mình muốn một cái người mà có tuổi nghề vững chắc hơn chia sẻ cho mình, thì mình sẽ liên hệ với các huấn luyện viên. Và rất là may mắn khi các anh chị dù mình có ra khỏi cuộc thi rồi nhưng mà vẫn rất là nhiệt tình giúp đỡ mình. Nó là đạt ngôi vị cao nhất thì có vẻ hơi xa vời, nhưng mà khi mà dừng chân á, biết là có nhiều người tiếc nối thì mình nghĩ là đó đã là một cái điểm khiến mình vui rồi. Và mình nghĩ là tại vì mình coi giọng hát Việt giống như là một ngôi trường vậy, là một người chưa có nền tảng gì hết mà vào một ngôi trường đó, và tuy hôm đó có được tốt nghiệp sớm hơn mọi người một chút, những người ở lại thì mình nghĩ là giống như mọi người đang lấy thêm bằng thạc sĩ tiến sĩ vậy á. Nhưng mà tuy là có hơi dừng chân sớm hơn các bạn khác, nhưng mà mình nghĩ là cái mốc dừng chân của mình hiện tại đã là một cái gọi là khá là hợp lý đối với mình. Hợp lý, và mình nghĩ là cái điểm dừng chân này sẽ là một cái bàn đạp khá là tốt cho mình sau này, mà không cần thiết là mình phải vào chung kết hoặc là đạt ngôi vị cao nhất mình có thể giành được. Thật ra thì đó cũng là một kỷ niệm đáng nhớ nhất. Đó là cái kỷ niệm mà đầu tiên thì mình vào team của anh Tuấn Hưng, xong rồi sau đó lại được chuyển sang team của anh Hồ Hoài Anh. Cái kỷ niệm đó gắn liền với chị Lâm Bảo Ngọc. Thế là đi đâu ai cũng hỏi em cái kỷ niệm này hết. Thực ra thì cái chuyện hoán đội ở cái lần đấy thì nó không làm cho mình có cảm giác tiêu cực hay là buồn gì cả. Bởi vì ban đầu á, khi mà được chọn vào team của huấn luyện viên Tuấn Hưng thì mình cũng hơi có một sự lo lắng nhẹ. Đó là nhìn những cái anh chị trước, những cái bạn trước mà được chọn vào team Tuấn Hưng á, thì kiểu rất là mạnh, ai cũng kiểu rất là kiểu chất, mà giọng rất là dày, phong cách biểu diễn rất là ngầu ấy. Nhưng mà chỉ có mỗi một mình là kiểu một màu khác biệt hoàn toàn. Và mình đang không biết là nếu mà mình vào team Tuấn Hưng thì mình sẽ phải loay hoay và phải cố gắng, cũng như là cái con đường của mình nó sẽ như thế nào nếu mà nó không có cùng chất với cái team đấy ấy. Và khi mà được chuyển qua team của huấn luyện viên Hồ Anh thì mình cảm thấy cực kỳ là mừng ấy. Bởi vì trước đó thì mình đã rất là thích anh Hồ Anh rồi, từ cái chương trình Giọng Hát Việt Nhí, cái năm đầu tiên mà team của anh Hồ Anh có một quán quân, đó là Quang Anh, thì mình đã rất là thích anh Hồ Anh rồi. Và lần này biết được là có cơ hội cùng làm việc mà là ở chung team với anh Hồ Hoàng Anh nữa thì lúc đó cảm thấy hào hứng hơn nhiều. Và phải rất là cảm ơn anh Tuấn Hưng vì đã có một cái cơ hội cho em, giúp em có thể đúng chất hơn. Từ chính xác là đúng chất hơn. Thực ra thì anh Tuấn Hưng thì chỉ có tiếp xúc với mình qua cái vòng đầu tiên, đó là vòng giấu mặt và cái việc hoán đổi đó thôi. Thì qua cái việc đó thì mình thấy anh Tuấn Hưng là một người kiểu rất là... Từ từ đợi em suy nghĩ đã. Thì thực ra mình làm việc với anh Tuấn Hưng không có nhiều bằng huấn luyện viên chính của mình là anh Hoài Anh. Nhưng mà qua những lần tiếp xúc ở sân khấu này, cũng như là qua những lần đi ăn cùng với anh và các bạn team khác, thì mình cảm thấy anh Tuấn Hưng là một người rất kiểu như là rất là thẳng thắn,
mà kiểu rất là ngầu ấy. Kiểu anh luôn luôn toát ra một cái vẻ rất là mạnh mẽ, nhưng mà thực ra thì lại rất là quan tâm những thí sinh, đặc biệt là những cái thí sinh trong team của anh. Như chị Lâm Bảo Ngọc có chia sẻ, có hai chia sẻ, thì anh là một người kiểu rất là quan tâm thí sinh từ những cái điều nhỏ nhặt nhất, như là giấc ngủ này, hay là việc ăn gì để cho tốt cho giọng hát này, hoặc là đi thì sẽ di chuyển như thế nào, thậm chí là anh còn lấy xe của mình để chở thí sinh đi nữa cơ. Huấn luyện viên của mình thì tuy không có lấy xe của mình chở thí sinh đi cũng như là không quan tâm đến cái việc nhỏ nhỏ, nhưng mà cái mà anh quan tâm nhiều hơn đó chính là tinh thần của cả đội. Có một điều mà mình khá là bất ngờ với anh Hồ Anh, đó là trước khi mà diễn ra một cái vòng thi gì đó thì mình nghĩ là chắc anh sẽ nhắn một tin nhắn nào đó để động viên tinh thần của cả đội ấy, nhưng mà không, anh quay hẳn một clip nói rằng là cả đội hãy cố gắng lên, rồi tuy là làm việc với nhau chưa có được nhiều nhưng mà coi nhau như là một gia đình. Và mình thật sự là cảm thấy ấn tượng về cái việc cổ động đó của anh, và anh là một người rất là ấm áp. Nói rằng là sau cuộc thi là cuộc chiến của những thí sinh thì đối với mình đó là một điều không đúng. Tại vì riêng bản thân mình á, nếu mà không tham gia Giọng Hát Việt thì mình đã có sẵn một cái kế hoạch cho riêng mình rồi. Và như mọi người đã thấy thì sau cuộc thi thì San có ra một số những sản phẩm, thậm chí là trong cuộc thi San cũng đã có ra một sản phẩm, đó là ca khúc Yêu Rồi Đấy. Sau cuộc thi thì mình có ra thêm một ca khúc nữa là Có Một Người Ở Đâu Đó Trong Thành Phố của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Và nói đến việc có ai chống lưng, có đại gia nào chống lưng chưa thì tất nhiên là không rồi. Vì theo bản thân mình thấy thì cái cốt của việc được người khác yêu thích vẫn là chất lượng của sản phẩm. Có thể lần này mọi người chưa thích sản phẩm của San, hoặc là những sản phẩm trước đó mọi người chưa thích, nhưng mà những cái sản phẩm sau nếu mà chất lượng tốt hơn này, về mặt âm thanh, về mặt hình ảnh thì mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình. Nên cái việc để ai đó chống lưng nghe có vẻ hơi xa vời và nó sẽ không thiết thực, ít ra là đối với bản thân mình. Có Một Người Ở Đâu Đó Trong Thành Phố là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, ý thơ thì của anh Nguyễn Phong Việt. Cái lần đầu tiên mà nghe cái demo của cái ca khúc đó thì mình đã bị ấn tượng bởi cái nội dung, là có một người vẫn ở đâu đó trong thành phố đợi mình dù mình có đang cô đơn, kiểu vậy, kiểu như là một người rất là tích cực ấy, luôn nghĩ rằng dù bây giờ mình chưa có ai theo đuổi này, hoặc là mình vừa mới chia tay một cái chuyện tình nào đó buồn, thì mình vẫn luôn tin vào tình yêu và luôn tin là ở đâu đó xung quanh mình sẽ có người phù hợp với mình, chẳng qua là người đó chưa tới thôi. Cái nội dung rất là ấn tượng nên mình đã quyết định là sẽ thể hiện ca khúc đó. Thực ra cô gái trong ca khúc đó cũng không phải là đang loay hoay đâu, mà là kiểu như là rất là bình thản và rất là yêu đời ấy. Coi cái việc đó là việc sẽ tới thôi, và sẽ không có kiểu đặt nặng cái việc là mình sẽ phải có một người hoàn hảo như thế nào. Và mình ở ngoài đời cũng vậy. Cũng có thể là đang ế đấy, nhưng mà mình cũng không có quan tâm đến cái việc là mình sẽ phải có một người yêu như thế nào, hoặc là bây giờ mình phải có người yêu luôn để cho bớt cô đơn. Nói chung là mình không có đặt nặng về vấn đề yêu đương, tình cảm. Mình coi đó là một chuyện rất là bình thường, khi nào tới thì sẽ tới thôi. Rất là nhiều người hỏi San là cái mẫu bạn trai lý tưởng của San là gì. Thì lúc đó mình ngẫm lại cái việc là những cái chuyện tình cảm trước của mình, thì mới nhớ ra là mình không có bao giờ đặt một cái mẫu hình lý tưởng nào cho cái việc là bạn trai mình sẽ phải như thế này như thế kia, mà mình thường thì sẽ bị kiểu như là cảm nắng trước một bạn nào đó mà sẽ phải cùng làm việc với mình cơ, chứ không kiểu tán tỉnh mình là mình sẽ đồng ý mà là sẽ phải làm việc chung với mình này. Cả hai người chắc là phải tìm hiểu nhau về mặt hợp nhau, về mặt công việc. Bản thân San thì cũng không cần phải thích ai phải đẹp trai lắm, nhưng mà người đó phải kiểu có duyên này, biết quan tâm người khác. San nghĩ chỉ như thế là đủ. Hỏi chuyện trong tình yêu nha. Trong chuyện tình yêu thì
San là một cô gái khá là kiểu hơi bị lý trí. San sẽ là một cô gái hơi lý trí một chút. Và nói chung công việc đối với mình vẫn là quan trọng hơn cả. Nên lúc nào cũng mong có một anh nào đó mà có thể chấp nhận được cái công việc của mình. Cũng như là San không có thích bị kiểm soát quá nhiều. Vì San là một người khá là tự do, không thích bị kiểm soát quá nhiều. Và cũng rất là sợ khi mà quen anh nào và anh nói đến chuyện cưới xin nhá. Rất là sợ. Vì bản thân của mình khi mà nghĩ đến cái việc mà phải cưới ai đó một, ở một cái lứa tuổi còn quá trẻ như thế này thì thật là uổng phí cuộc đời. Thì cũng xuất phát từ cái việc là mình rất là thích phim hoạt hình Nhật Bản, cũng là cái bộ phim Công Chúa Sói đó luôn. Thì Công Chúa Sói có một người, một con sói ấy, là mẹ nuôi của cô công chúa đó. Thì thần sói đó tên là Moro, nên mình đặt tên fan club của mình là Moro để cho nó ăn khớp với mình. Mình là San, bạn là Moro. Chỉ là phim hoạt hình của nhà Ghibli thôi, còn những cái anime khác thì mình cũng có coi, ví dụ như là Naruto hoặc là Doraemon, Sakura, Conan. Thực ra dùng cái từ thon gọn là kiểu như còn hiền với San. Chứ bạn bè, kiểu như bạn bè thân thiết mà gặp San, mà cái đợt đấy là San khá là gầy ấy. Nhớ cái đợt đấy là cái đợt quay một chương trình, quay một cái game show, mà cái đợt đấy là mình gầy đỉnh điểm luôn. Mà hôm đó còn chọn một cái trang phục là một cái áo mà hở phần eo này. Xong rồi mấy đứa bạn nó xem, xong rồi nó mấy bạn mình là trời ơi, nhìn mày, sao bọn nó cứ bình luận mày là thon thả, chứ tao thấy mày, tao mà bẻ mà mày một phát là mày gãy làm đôi. Thì thực ra lúc đó không phải là mình thon thả đâu, mà do lúc đó mình gầy thật. Do một cái đợt đó là mình rất là gầy. Và được cái tạng người của mình là ăn rất là nhiều nhưng mà lại không thể béo lên được ấy. Chắc là rất là nhiều bạn mong muốn cái câu nói là ăn nhiều mà không thể béo lên được, nhưng mà các bạn không biết được nỗi khổ của những người mà ăn nhiều mà không thể nào béo lên được. Người lúc nào cũng như là một cây tăm vậy đó. Sợ hãi quá. Cái thời gian gầy đỉnh điểm của mình là mình cao 1m65, cũng không có phải là thấp quá nhé. Nhưng mà cái đợt đấy là chỉ có 40 cân. Eo cực gầy, cực gầy luôn, 40 cân. Đi đâu cũng bị phản ánh là quá gầy cả. Và cái mặt mình nó cũng bị gầy luôn. Cho đến ngày hôm nay thì có chơi thể thao, đi học nhảy. Nói chung là học nhiều thứ thì nó mới đỡ gầy đi được một tí. À, vòng eo đó đúng không? Vòng eo đợt đấy là nói ra chắc mọi người hết hồn đó. Vòng eo đợt đó của mình là 56. Rất là nhỏ. Thực ra là mình học cái gì cũng vậy, mình sẽ không đặt nặng nó đến việc là sau này mình học ra xong mình sẽ phải làm được gì với nó. Ví dụ học nhảy thì mình sẽ phải sau này mình sẽ phải nhảy cực giỏi hay là cực đẹp, mà là mình học để mình trau dồi cái sự tự tin của mình là một này, để giải phóng được cái hình thể của mình về cái việc học nhảy, và cho mình một cái nền tảng để mình có thể tự tin hơn, bộc lộ những cái tài năng mà mình đã có sẵn. Có một người ở đâu đó trong thành phố là một ca khúc kiểu rất là sôi nổi ấy, thuộc thể loại pop rock. Thì có thể là cái sản phẩm sau đó của mình sẽ nhẹ nhàng và đầm thắm hơn. Chỉ tiết lộ thế thôi. Nói là biến hóa cũng không phải lắm, mà nói là cái mình thích mà cố định thì cũng không phải lắm. Mình sẽ không cố định một cái thể loại nào cả. Nhưng mà cái mục đích mà mình muốn hướng tới cho cái người nghe là sự tích cực. Sự tích cực. Nên mình sẽ luôn thể hiện những ca khúc có nội dung tích cực và mang lại cảm giác thoải mái cho người nghe. Ít là đúng nhất là cảm giác vui vẻ. Cảm giác vui vẻ cho người nghe.